Sau khi mà gieo hạt xong thì chúng ta sẽ tưới bổ sung lên trên hạt. Và những thùng, kể cả những thùng chưa gieo hạt, chúng ta cũng nên tưới để cho nó se. Thì cái phân chuồn quế là một living soil, cái loại sinh khối sống, cho nên chúng ta nhất định phải duy trì bảo dưỡng nó. Chúng ta lưu ý là phải tưới đều trên bề mặt nhé, không được để hở. Tức là có phương pháp là tưới xung quanh viền này, sau đó là tưới theo kiểu ngang này, đúng không ạ? Cho đều nhau. Nếu hết nước thì chúng ta tốt nhất là lấy thêm nước. Đây, vòi nước rất là sẵn. Tuy nhiên nếu mà có hệ thống tưới tự động thì có phải hay quá không? Chỉ cần trích những vòi này ra là chúng ta có một hệ thống tưới tự động rồi. Và không ai phải làm gì hết, chỉ cần gieo hạt, thu hoạch, gieo hạt và thu hoạch. Vòng lặp như vậy thôi. Đó, chúng ta lưu ý này, tưới này, xung quanh viền này. Viền là nơi rất là ít được quan tâm. Sau chúng ta sẽ tưới theo kiểu zig zag. Đó, từ trên ngược lên, ngược xuống thì cái thùng rau này bề mặt sẽ được tưới hoàn toàn, đúng không ạ? Đẫm nước. Đó, như là tưới viền này, đúng không ạ? Sau đó tưới theo hình zig zag này, ngược lên và ngược lên, ngược lên và ngược xuống, sau đó lại tưới lại xung quanh. Tức là chúng ta hết một bình có thể được 2 thùng. Một bình tưới tôi đoán đây là cỡ khoảng 4-5 lít gì đấy, thì sẽ tưới được khoảng 2 thùng rau. Lưu ý là đây, thùng này là thùng bao nhiêu lít đây? Thùng này chắc là 5 lít, đây là của lớp 1A6. Ok, tưới này. Đối với những cái thùng rau có hạt giống này, việc tưới xung quanh ấy thì cũng đảm bảo rằng là các cái mép thùng sẽ được rửa luôn, đúng không ạ? Đó. Nếu các mép thùng nào bẩn thì chúng ta tưới luôn vào để rửa luôn. Như mép thùng này chẳng, chúng ta tưới này, để tưới để rửa nước. Đó. Nếu mà có tôi vòi xịt ấy, thì cái việc này nó rất là dễ dàng. Đây, chúng ta nhìn thấy không? Đó, tưới xung quanh. Đặc biệt là các thùng ở vị trí trên cao thì bao giờ cũng tưới nhiều nước hơn là các thùng ở vị trí dưới thấp. Ví dụ như ta chơi cho 2 bình cho 3 thùng đi, thay vì là 1 bình 2 thùng, đúng không ạ? Đây, chúng ta tiến hành rửa luôn này, thấy chưa? Thì cái bề mặt bình rau luôn luôn sạch sẽ, mặt thùng rau luôn luôn sạch sẽ. Thở hết rồi đâu ơi. Thế à? Chút nữa chỉ vào lau qua dốc cái giải ướt lau là được mà. Đây, đây là tầng trên. Chúng thấy rằng là quá trình mà không tưới đấy, lâu ngày ấy, thì cái thùng, cái phân chuồn quế này sau khi bị giọt danh bám lên trên như thế kia thì nó sẽ rất là bẩn. Nếu mà có cái vòi xịt rửa xe máy thì chúng ta dễ dàng xịt nó xuống, đúng không? Đây này, chúng ta nhìn này, chúng ta rửa luôn này. Cái thùng xốp lúc nào cũng sạch sẽ, không bị bám bẩn. Ok. Như vậy là cái giọt tưới này thì có 2 tác dụng, một là để tưới cây, hai là để rửa thùng. Nếu mà rửa thùng ta để cao lên thì áp suất nước nó mạnh hơn thì nó rửa dễ hơn.